Theo Bộ Công an, hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao rất tinh vi, chủ yếu là trộm cắp thông tin tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tài khoản của các chủ thẻ hoặc sử dụng thẻ ngân hàng giả để rút tiền tại các cây ATM. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, ngày 29 tháng 1 phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018, các hoạt động chủ yếu đó là trộm cắp thông tin tài khoản ngân hàng, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ hoặc sử dụng thẻ ngân hàng giả để rút tiền tại các cây ATM. Ngoài ra, cũng theo thông tin từ Bộ Công an, các vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng có vụ lên đến hàng ngàn tỷ đồng, tin tặc tấn công bằng các loại virus mã độc qua ứng dụng phần mềm. Điều đáng chú ý là nhiều vụ giả danh cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật, nhân viên ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hầu hết các trường hợp bị đánh cắp thông tin thẻ ATM trong nước đều là những thẻ được làm bằng thẻ từ, khả năng bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu không cao, dễ bị sao chép. Do đó, theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, khi rút tiền tại các cây ATM, người rút tiền cần quan sát có thiết bị nào lạ hay không. Nếu phát hiện hay có nghi vấn, không nên giao dịch để tránh rủi ro và báo ngay cho cơ quan chức năng.